Ở đây tôi có 5 ly nước lọc và hôm nay tôi sẽ làm một cái thí nghiệm nho nhỏ để các bạn thấy rằng làm thế nào để đào thải được độc tố. Và thực sự là nước lọc có phải là để detox đào thải độc tố trong cơ thể hay không, hay nước lọc chỉ là để bổ sung lượng nước phù hợp vào trong cơ thể để có thể là tuần hoàn cũng như là để đi nuôi các bộ máy nhé. Bởi vì các bạn biết rằng là máu của cơ thể chúng ta cũng được sản sinh ra từ nước. Ở đây của chúng ta là có nước lọc này, 5 ly nước lọc này. Chúng ta hãy tưởng tượng như là một trong 5 ly nước lọc này chúng ta đang uống hàng ngày vào trong cơ thể. Vậy thì tôi sẽ đưa một lượng độc tố vào trong cơ thể để xem nước lọc sẽ làm như thế nào nhé. Đây là độc tố ạ. Ở lượng độc tố rất là ít như thế này thì nước lọc của chúng ta và độc tố đã làm thành một. Và cái màu sắc của nó thì đã là màu của độc tố rồi, đúng không ạ? Nó chỉ trung hòa được một chút so với độc tố thôi, nghĩa là độc tố nó sẽ không ở dạng đặc mà nó sẽ ở dạng thể lỏng hơn một chút thôi. Nhưng mà để mà nó biến cái độc tố này hết ở trong cơ thể là điều không thể. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái thí nghiệm nho nhỏ với một sản phẩm. Ở đây tôi có sản phẩm là Cần Tây Green Beauty. Tôi phải kéo ở trong túi sách nhé. Đây là Cần Tây Green Beauty. Chúng ta sẽ lấy một hồ gói Cần Tây Green Beauty này là 3 mg, tương ứng với cả 2 kg rau xanh. Thì chúng ta sẽ cho vào đây nhé, để chúng ta sẽ xem là cái Cần Tây Green Beauty này thì nó có đào thải được độc tố không. Không biết là cái Cần Tây Green Beauty này thì có đào thải được độc tố hay không nhỉ các bạn nhỉ? Thì chúng ta sẽ xem một cái thí nghiệm sau đây nhé. Bây giờ tôi sẽ khuấy cái lượng Green Beauty này lên. Các bạn thấy ở đây tôi có một ly nước mát nhưng mà Cần Tây Green Beauty thì hoàn toàn hòa tan trong nước. Cần Tây Green Beauty được chiết xuất từ cần tây tảo xoắn diệp lục collagen và glutathione. Cần Tây Green Beauty được chiết xuất từ dạng nước ép sang dạng cốm, và cốm thì là tốt nhất trong tất cả các dòng bào chế. Khi mà đưa một lượng cốm như này hoàn toàn hòa tan, hoàn toàn hòa tan và chỉ còn lại ở dưới là tảo xoắn và diệp lục thôi. Màu sắc cũng rất là đẹp mắt. Ở đây tôi có một gói bột cần tây sấy lạnh. Ở đây tôi có một gói là bột cần tây sấy lạnh, thì chúng ta sẽ xem cái bột cần tây sấy lạnh này cũng đưa vào một ly nước mát. Một ly nước mát như thế này, giống như Cần Tây Green Beauty thì độ hòa tan là như thế nào nhé. Đây. Nó rất là lâu hòa tan ở trên bề mặt. Nó rất là lâu hòa tan. Với cần tây sấy lạnh thì chúng ta có thể nên sử dụng là để dùng cho nấu nướng hoặc là làm bánh thì rất là tốt nha mọi người. Đây tôi đã khuấy vào rất là lâu hòa tan và cái màu sắc của cái cần tây sấy lạnh này nó cũng khác biệt hẳn so với cả cần tây Green Beauty. Hơn nữa là cần tây sấy lạnh thì nó chỉ có một hoặc hai chất thôi, nhưng cần tây Green Beauty thì đã có đến 5 chất, có nghĩa là có cần tây tảo xoắn diệp lục collagen và glutathione. Thì toàn là những cái thành phần rất là tốt cho cơ thể. Ví dụ như là cần tây thì nó làm đào thải độc tố, nó chống oxy hóa cũng như là nó chống lại cái gốc tự do khá là tốt trong cơ thể, nó detox cho cơ thể và cung cấp chất xơ. Ở tảo xoắn và diệp lục thì nó cung cấp rất nhiều khoáng chất và vitamin vào cho cơ thể. Ở collagen thì lại cung cấp một lượng collagen thực vật để giúp cho các cái tế bào ở trong cơ thể được phát triển và tăng sinh rất là tốt. Các bạn biết rằng là trên cơ thể của chúng ta toàn bộ da, tóc hay móng thì đều được sản sinh từ collagen. Và collagen thì không thể thiếu trong cơ thể. Nếu như chúng ta muốn là một cơ thể phát triển và khỏe mạnh thì bắt buộc chúng ta phải bổ sung collagen mỗi ngày. Glutathione thì là một hoạt chất, ở đây nó có thể bảo vệ được cái lá gan, cái men gan của chúng ta rất là tốt. Đây ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đưa một lượng độc tố vào sản phẩm cần tây để chúng ta xem như thế nào nhé. Bây giờ ta sẽ đưa một lượng độc tố vào cần tây Green Beauty. Chúng ta đưa rất nhiều độc tố vào.
ra thấy thế nào? Nó không thấm vào đâu cả đúng không ạ? Chúng ta đã bóp rất nhiều, bóp liên tục. Nhưng mà toàn bộ cái phần chống oxy hóa của cần tây Green Beauty và đào thải độc tố nó đã hút hết vào. Và bắt đầu là khi chúng ta uống cái sản phẩm cần tây Green Beauty thì nó sẽ có một cái chất, nó là chất chống oxy hóa, nó luồn lách vào tất cả các thành mạch và tất cả những nơi mà các thủ thuật không thể nào đưa vào được. Đưa vào tất cả, và hơn nữa là đưa vào tất cả các mạch máu, tất cả những cái độc tố nào ở trên mạch máu mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể mỗi một ngày, ví dụ như là từ không khí, môi trường ô nhiễm này, chúng ta hấp thụ vào này, thì Green Beauty đi đến đâu nó sẽ làm sạch đến đó. Và sau đó sẽ tống ra ngoài bằng đường bài tiết và tiểu tiện, đại tiện, đường mồ hôi, đường nước bọt. Thời gian tốt nhất để chúng ta detox cơ thể đó chính là sáng ngủ dậy. Trước khi đánh răng thì chúng ta sẽ uống từ 500 đến 1000 ml nước cần tây Green Beauty. Và sau đó thì chúng ta sẽ để trước khi ăn 30 phút thì chúng ta mới ăn nhé. Có nghĩa là uống khoảng tầm 6 giờ sáng chẳng hạn, thì chúng ta nghỉ ngơi, đi đại tiểu tiện xong khoảng tầm 7 giờ 30 phút thì chúng ta sẽ đánh răng rửa mặt. Và sau đó thì đến 8 giờ chúng ta sẽ ăn sáng. Thì đấy là thời điểm mà tốt nhất để đào thải độc tố, các bạn thấy không ạ? Nước cần tây nó vẫn rất là trong. Và bây giờ chúng ta sẽ thử với cả cần tây sấy lạnh xem có thể giải quyết được vấn đề gì, đào thải độc tố được hay không nhé. Có thể đào thải độc tố được không ạ? Khi mà chúng ta đưa một lượng độc tố rất là ít vào trong cái cần tây sấy lạnh này thì nó đã rất là đục và rất là đen rồi. Ở cần tây sấy lạnh thì khi mà chúng ta pha cần tây sấy lạnh lên thì chúng ta để cho một ít thôi mà chúng ta đã thấy rằng là nó rất là đục và đen. Ở cần tây sấy lạnh thì khi chúng ta đưa cái cần tây sấy lạnh này ra thì nó đã gặp một tình trạng, đó chính là nó có rất là nhiều những cái tạp chất ở trong cái sản phẩm cần tây sấy lạnh này. Có rất là nhiều tạp chất. Thì nó sẽ không thể nào giúp được cho xử lý được cái vấn đề của chúng ta đang gặp phải. Bởi vì khi chúng ta đưa một cái sản phẩm có rất là nhiều tạp chất vào trong cơ thể thì nhiều khi nó lại còn là chất gây hại và độc tố vào trong cơ thể nữa. Nó có thể làm vón cục và mảng bám vào trong các cái bộ phận, ví dụ như đường ruột hay là dạ dày hay là bộ phận gan thận của chúng ta là bộ phận cần phải đào thải đấy, thì nó sẽ không đào thải được hết. Và hơn nữa là nó cũng không thể nào mang được cái độc tố ra khi bản thân nó đang mang rất nhiều những cái tạp chất vào trong cơ thể như này. Ở đây thì chúng ta đang có một cái cốc nước lọc đây ạ, đúng không ạ? Và nãy thì chúng ta vừa cho độc tố vào. Bây giờ chúng ta sẽ cách làm thế nào để xử lý cái độc tố này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử với cả viên tinh dầu thông đỏ đây ạ. Tôi vừa có đổ viên tinh dầu thông đỏ ra lúc nãy. Có tinh dầu thông đỏ đây ạ. Viên tinh dầu thông đỏ Green Healthy thì sẽ xem là sẽ có cái tác dụng gì với cái cốc nước đang gặp độc tố như thế này nhé. Đang gặp phải độc tố như thế này nhé. Chúng ta sẽ xem, thì tôi sẽ cắt cái viên tinh dầu thông đỏ này ra. Và tôi sẽ đưa một lượng tinh dầu thông đỏ vào. Viên này là viên năng mềm. Ta phải cắt khéo, nó sẽ bay hết ra ngoài mất. Rất là phí, nó bắn ra ngoài rất là phí. Để lấy con dao lam ấy, thì nó sẽ cắt được dễ dàng hơn. Mỗi một ngày chúng ta uống từ 2 đến 4 viên. Rất là phí khi nó bay ra ngoài. Một ngày thì chúng ta sẽ uống khoảng từ 2 đến 4 viên. Bây giờ tôi sẽ cho khoảng 4 viên vào đây xem nào. 4 viên nhưng mà nãy nó cũng bị bay ra ngoài rất là nhiều. Do là khi cắt cái tinh dầu này thì nó sẽ nó là... Đó. Mỗi một ngày chúng ta đều đang đưa một cái lượng tinh dầu thông đỏ sâm ngọc linh cần tây vào trong cơ thể như thế này. Để làm gì ạ? Để nó giải quyết được cái độc tố ở trong cơ thể. Đây là nó đang đưa vào các cái mạch máu để nó làm cho các cái, làm sạch các cái mạch máu. Cái tốt nhất của nó chính là làm sạch mạch máu. Một ngày chúng ta có thể là chưa có thể làm sạch ngay được mạch máu, nhưng khi mà chúng ta uống thành liệu trình
thì chúng ta có thể làm sạch được mạch máu. Làm sạch mạch máu ở trong cơ thể. Cái viên này hoàn toàn chúng ta uống vào trong cơ thể, nó sẽ tan hoàn toàn trong cơ thể chúng ta nhé mọi người. Đừng có sợ. Đây, khi tôi làm đến 7 viên thì chúng ta sẽ thấy là nó làm sạch mạch máu như nào nhé. Chúng ta phải xem cái tác dụng tốt nhất của nó, đó chính là nó vừa làm sạch mạch máu mà nó lại còn vừa làm xử lý được các cái cục máu đông. Đây là những cái sốt mà tôi đang ví nó với những cục máu đông. Bởi vì những cái sốt này của chúng ta là hoàn toàn từ nhựa, cho nên là nó rất là khó có thể làm tan ra được. Nếu như các sản phẩm mà thực sự không có hoạt chất để phá vỡ thì những cái cục máu đông trong cơ thể của chúng ta cũng như này đây ạ, nó cũng rất khó để làm tan ra. Và có những nơi thì cái cục máu đông này không thể nào mà có thể dùng phẫu thuật để xử lý được cái cục máu đông này trên cơ thể cơ. Có những cái vùng mà không thể nào dùng phẫu thuật để chúng ta có thể xử lý được. Thế nhưng với sản phẩm Green Health thì có thể làm được điều đó. Nó có thể đi vào tất cả những cái nơi mà khó nhất để phá vỡ các cục máu đông cũng như là các cục mỡ ở trong cơ thể, các cục mỡ xấu thôi ạ. Và sản phẩm nó rất là thông minh, nó chỉ phá những cục máu đông và mỡ xấu nhé, để nó làm cho cái khu vực đó nó sẽ giải quyết được vấn đề là nó sẽ không bị vón cục nữa, cũng như là những cái mỡ dấu nó không làm ảnh hưởng đến cơ thể. Ví dụ như là các cái mỡ nội tạng này hoặc là những cái mỡ xấu ở trong máu này thì nó sẽ phá vỡ rất là nhanh. Thế nhưng mà các cái mỡ tốt thì nó lại không gây ảnh hưởng nha mọi người. Nó lại rất là hay như vậy. Hoặc là cái máu của chúng ta sẽ được làm sạch rất là tốt, nó làm sạch máu và máu của chúng ta sẽ được lưu thông rất là tốt. Đây tôi cho ở đây. Đây chúng ta nhìn này. Đây là các cái cục mỡ của những các cái cục mỡ máu này của chúng ta này, các cục máu đông của chúng ta nó đang được tan ra này. Đây là dạng nhỏ, nó đều tan ra được này. Đấy, nó đang tan dần ra. Tôi sẽ để bên này là một ly nước mà đã có độc tố để mọi người sẽ so sánh xem là hai ly này thì nó có khác biệt nhau như nào nhé. Cục máu đông của chúng ta đang tan ra. Các cái mà tan mà nó rất là, lúc trước là nó rất là cứng, bây giờ nó đã đang tan dần ra này. Và bây giờ ta sẽ cho những cái cục máu đông mà to hơn, cục mỡ thừa to hơn thì nó sẽ làm như thế nào nhé. Ở đây chúng ta đang có đưa vào 7 viên tinh dầu thông đỏ. 7 viên, nghĩa là chưa được 2 ngày uống đâu ạ. Nếu với những người mà đang gặp phải vấn đề bệnh lý thì bây giờ chúng ta sẽ cho 8 viên này. Chúng ta sẽ cho thêm tinh dầu thông đỏ vào này. Chúng ta thấy rằng là khi uống liệu trình vào thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề gì nhé. Và với cái viên Green Healthy này của chúng ta thì chúng ta khi mà chúng ta uống trong một cái liệu trình khoảng tầm 15 ngày là chúng ta xét nghiệm mỡ máu chỉ số đã xuống rất tốt rồi, mà nhất là kết hợp với cần tây Green Beauty thì khi chúng ta xét nghiệm chỉ số mỡ máu đã xuống rất là tốt rồi nhé. Và với cái sản phẩm này thì chúng ta hoàn toàn phải cam kết với khách là khi khách chỉ cần đi xét nghiệm chỉ số và sau đó uống đúng như chúng ta tư vấn, là uống sản phẩm này kết hợp cùng với cả cần tây Green Beauty để đào thải tống độc tố ra ngoài nó rất là nhanh. Đây chúng ta nhìn thấy các cục sốt của chúng ta chưa? Đây của hàng đăng
đang cho mọi người những cái liệu trình. Ôi, bắn ra ngoài rất nhiều, rất là phí. Đây, chúng ta thấy cục sốt của chúng ta chưa? Cái cục máu của chúng ta, bít tắc của chúng ta nó đã đang được xử lý. Thầy đang được xử lý không ạ? Đang được xử lý. Ta đang làm sạch máu. Rõ ràng là cơ chế hai cái cốc này nó đang có màu khác nhau hoàn toàn rồi, đúng không ạ? Bên này thì màu đậm hơn rất là nhiều so với việc là chưa dùng sản phẩm tinh dầu thông đỏ sâm mật, sâm ngọc linh của chúng ta. Đây, các cục xốp vừa rồi nó chỉ còn có như này thôi ạ. Và nó sẽ teo tóc dần ạ. Và nó sẽ bị đào thải ra ngoài. Mình thấy không ạ? Để... ở đây là 2, 4, 6, 8, 10, 12 viên, khoảng 3 ngày uống. 3 ngày uống thì cái lượng độc tố của chúng ta này, các cái cục tắc của chúng ta nó đã đang được xử lý và giải phóng rồi này. Cái độc tố của chúng ta cũng dần dần đang được trung hòa và đang được đào thải rất là tốt rồi này. Bên này chúng ta sẽ để cho nó trung hòa nhé. Bên này ta sẽ làm một cái cốc. Đây, ta sẽ cho một lượng độc tố nữa vào trong này. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp giữa tinh dầu thông đỏ này. Sẽ đưa một lượng tinh dầu thông đỏ vào. Tinh dầu thông đỏ thì đã xử lý được rất nhiều những cái cục tắc, đúng không? Chúng ta vừa mới chứng kiến. Một, hai cái này chúng ta là một viên này. Hai viên này. Sẽ xem một ngày của chúng ta mà uống 4 viên này. 4 viên này. 4 viên mà chúng ta kết hợp với cả cần tây nó như nào nhé. Đào thải độc tố và xử lý các vấn đề cục tắc. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cho những cái cục tắc vào đây nhé. Tiếp tục. Xem cái cục tắc này nó xử lý như nào. Đó. Còn bên này ra cục vừa rồi nó chỉ còn đang tiêu dần thì còn từng này thôi đấy ạ. Nó đang tiêu dần. Bây giờ chúng ta sẽ thử cho cần tây vào xem cái lượng độc tố này có còn không, nhiều không nhá. Tại làm cho tinh dầu nên là nó rất là thơm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử. Hoàn toàn hòa tan này, mọi người nhìn này, mọi người thấy không ạ? Nó rất là trong đây này, nó không còn nhìn thấy nước độc tố nữa đây này, đúng không ạ? Thế mọi người thấy kỳ diệu cần tây Green Beauty không ạ?
các loại cần tây khác trên thị trường không thể nào làm được điều này. Không thể nào làm được điều này. Đấy, điều chắc chắn. Hòa tan cả với dạng dầu luôn. Như vậy thì cần tây Green Beauty kết hợp với tinh dầu thông đỏ đã tạo nên một cái xu hướng mới cho detox và thải độc, cũng như là xử lý các vấn đề bít tắc, các tĩnh mạch rối loạn. Đây, mọi người nhìn thấy không ạ? Đây là sự kết hợp hoàn hảo 2 trong 1 giữa cần tây Green Beauty và Green Healthy. Đây, chúng ta nhìn thấy những cái cục tắc này. Tắc bây giờ nó chỉ còn có một ít như này thôi. Và vẫn tiếp tục chúng ta đào thải. Đây, chúng ta thấy khi mà chúng ta uống cần tây Green Beauty vào thì nó sẽ đào thải cả mỗi cục tắc này ra. Chúng ta lại thấy rằng là đây, những cái miếng xốp vừa nãy này, bạn thấy không ạ? Và rất dễ là đào thải tống ra ngoài, đúng không? Nó chỉ còn dạng như này thôi, nó rất dễ đào thải tống ra ngoài. Chúng ta để một thời gian lâu hơn thì chắc chắn là cái cục này nó cũng sẽ tiêu hết thôi. Và khi chúng ta uống cần tây Green Beauty thì nó sẽ đào thải hết ra ngoài. Đây ạ, chúng ta thấy rằng là sự kết hợp hoàn hảo. Đây là cần tây đã có độc tố này, đây là nước ép cần tây sấy lạnh này, có độc tố này, nó rất là đen đúng không ạ? Còn đây là nước lọc của chúng ta khi cho độc tố vào này. Còn đây là tinh dầu thông đỏ sông Ngọc Linh Green Healthy kết hợp cùng với cả độc tố và những cái viên tắc. Đây ạ. Nhưng khi chúng ta uống nhiều hơn thì chắc chắn cái nước là chúng ta sẽ rất trong. Chúng ta sẽ rất trong. Ở đây chúng ta mới có uống là có 3 ngày. 3 ngày thôi. 3 ngày chúng ta đã đạt được cái kết quả như thế này rồi. Đây của chúng ta là 1 ngày. 1 ngày uống giữa tinh dầu thông đỏ và cần tây. Vừa đào thải độc tố này, vừa kết hợp được với cả xử lý được các cục tắc ở trong các cái tĩnh mạch của chúng ta, các cái ống mạch của chúng ta này. Đó, các cục tắc của chúng ta đã xử lý rất là tốt. Và khi chúng ta kết hợp giữa hai cái sản phẩm này vào với nhau thì chắc chắn rằng là thứ nhất là làm sạch được cơ thể. Cái thứ hai là tất cả những cái cục tắc ở trên cơ thể nó đều được làm sạch sẽ. Và máu của chúng ta đã là máu sạch, nó không còn máu nhớt, máu vón cục và máu đông nữa. Để cho các cái dây thần kinh của chúng ta với các thành mạch của chúng ta được khỏe và chúng ta giải quyết chống được cái tai biến đột quỵ. Và đây, ở đây thì Hằng có một cái, đây là một cái miếng xốp mà chúng ta tượng trưng nó cho một cái, đó là các cái thành mạch nó đang bị gặp cái vón cục. Ta thử nghiệm trên cái miếng xốp này thì nó sẽ có điều gì xảy ra nhé. Này, chúng ta thấy sự khác biệt không ạ? Ở đây cái miếng xốp này nó tượng trưng cho những cái cục máu tắc ở trong cơ thể, các cái đường ống ở trong cơ thể. Và các bạn lưu ý là tinh dầu thông đỏ sâm Ngọc Linh Green Healthy này nó chỉ tác dụng là để phá tan các cục tắc máu cũng như là các cái bẩn ở trong cái đường ống mà ở trong cái thành mạch máu của chúng ta, chứ nó không ảnh hưởng gì đến thành mạch, nó không ảnh hưởng gì đến các cái bộ phận khác ở trong cơ thể, mà nó chỉ như một dũng sĩ làm sạch các cái mạch máu ở trong cơ thể để làm cho mạch máu và làm cho máu của chúng ta được là máu sạch và cơ thể của chúng ta hấp thu được máu sạch. Thì khi chúng ta nhìn thấy ở đây là các cái cục tắc của chúng ta đây,
nó đã được phá vỡ và lúc đó thì dòng chảy cũng như là máu của chúng ta mới có thể lưu thông được. Thì đây đó chính là một trong những cái phát minh cũng như là một cái thí nghiệm rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể là nhìn thấy ngay tức thì để chúng ta thấy rằng là trong cơ thể của chúng ta những độc tố như vậy nó cũng sẽ được xử lý và nó làm thông tắc toàn bộ và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cơ thể của chúng ta nhé. Chúng ta hãy lưu ý là nó chỉ làm nó chỉ làm phá vỡ những cái tác nhân xấu như là máu xấu, mỡ vón cục hay là máu vón cục hay là những cái ống tắc hay là những cái đường ống bẩn ở trong cái thành mạch máu thôi. Nó không ảnh hưởng gì đến thành mạch cho nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng sản phẩm nhé. Vừa rồi Hằng có làm một chút thí nghiệm để cho tất cả chúng ta cùng được biết rằng là giữa những cái độc tố trong cơ thể mỗi ngày mà chúng ta đưa vào vào trong người mình thì vô hình chung là chúng ta đã đang gây ra rất nhiều những cái bệnh lý trong cơ thể. Nếu như chúng ta không biết bảo vệ sức khỏe để dùng những cái sản phẩm để bảo vệ sức khỏe chúng ta mỗi ngày, chúng ta không hiểu về cái cơ chế về độc tố mà chúng ta vẫn cứ hàng ngày coi thường nó, cũng như là chúng ta vẫn hàng ngày chúng ta không xem trọng cái việc đào thải độc tố cũng như là xử lý các vấn đề tiềm ẩn và rủi ro trong cơ thể, thì mỗi một ngày chúng ta sẽ tích tụ thêm rất là nhiều độc tố, và khi độc tố trong cơ thể nó sẽ làm máu của chúng ta đặc lại và dòng chảy nó sẽ bị không lưu thông được cũng như là sẽ bị vón cục. Và nếu như chúng ta không sử dụng các sản phẩm liên quan đến bảo vệ sức khỏe để chúng ta giải quyết các vấn đề đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp phải vấn đề tai biến mạch máu hoặc là đột quỵ hoặc là xơ vữa động mạch hoặc là cholesterol cao trong máu và dẫn đến rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Và nguy cơ lớn nhất đó chính là đột quỵ và dẫn đến tử vong. Hằng hy vọng là sau cái clip mà hướng dẫn cái cách thí nghiệm mà chúng ta xem là sản phẩm Green Beauty cũng như là Green Healthy nó đã giúp cho cái cơ thể của chúng ta có tác động tốt như thế nào và nó giúp cho các cái mạch máu trong cơ thể của chúng ta được lưu thông như thế nào, thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có cái nhìn khác về các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhé.